Hội đồng xét xử đã tuyên án và các bị cáo Nguyễn Diệu Linh 9 năm tù, Hoàng Văn Tuấn và Lê Thị Thì cùng bị phạt 7 năm tù về cùng tội vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Ngoài án phạt tù, tòa còn tuyên buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho gia đình các bị hại, bao gồm tổn thất về tinh thần, mai táng phí, chu cấp cho con cái nạn nhân đến năm 18 tuổi. Bản án sơ thẩm nhận định, tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận như cáo trạng truy tố, lời khai phù hợp với hồ sơ và với người làm chứng. Các bị cáo đã không tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy, không tuân thủ các quy định về tuyển dụng lao động. Hành vi của các bị cáo bị đánh giá là rất nghiêm trọng, gây hậu quả đặc biệt lớn, gây đau thương mất mát cho gia đình các nạn nhân. Hội đồng xét xử cũng đã kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước có cơ chế quản lý loại hình karaoke đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy hiệu quả.